Này mọi người, có ai giống mình không? Trước giờ chưa từng biết đến công dụng tuyệt vời của Bavimin Gold 18.7 VG nhỉ? Ngừng, cùng khám phá nhé! Bavimin Gold 18.7 VG là một giải pháp hữu hiệu giúp bà con nông dân kiểm soát bệnh thán thư và phần trang. Ngừng. Sản phẩm này không chỉ hiệu quả cao mà còn rất an toàn cho cây trồng và môi trường nhờ vào thành phần đặc biệt. Ngừng. Cách dùng Bavimin Gold 18.7 VG cũng cực kỳ đơn giản. Ngừng. Chỉ cần pha 10-15 gram sản phẩm với 10 lít nước, sau đó phun đều lên cây bị bệnh. Ngừng. Chẳng mấy chốc là bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Ngừng. Bavimin Gold 18.8 VG không chỉ tiêu diệt bệnh tật mà còn giúp bảo vệ cây trồng, ngăn ngừa tái nhiễm. Ngừng. Nhờ vậy, bà con mình có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể. Ngừng. Hãy bảo vệ mùa màng của bạn ngay hôm nay với Bavimin Gold 18.7 VG. Ngừng. Truy cập dearplant.vn để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Ngừng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngừng.